Xin chào các bác. Rất vui được gặp lại anh em trong cái đầu mùa bảo vệ này. Đây các bác ơi, một trong những cái tổ ong bảo vệ siêu mẩy và siêu đẹp mà tôi vừa đánh xuống đây. Ông bạn tôi hôm nay test cái áo, tôi cũng test áo tôi rồi. Ông bạn tôi hôm nay thử cái áo cho tôi đây. Mệt dã rời chân tay. Thì hôm nay trên tay tôi đang một cái tổ ong bảo vệ này. Và tôi muốn quay ngược cái thời gian này trở lại để cho anh em thấy được là chúng ta đánh các tổ ong bảo vệ như thế nào. Và đầu mùa này thì ong bảo vệ mẩy trắng kín như này, các bác nhìn thấy sướng không? Tuyệt vời các bác ơi. Vậy chúng ta hãy cùng quay lại nha. Hãy cùng xem là chúng tôi sẽ đánh cái tổ ong bảo vệ này như thế nào. Thank you.
Ừ.